Các bạn có tin đây là học sinh lớp 7 đang vẽ không? Hôm nay thì mình có về cơ sở dạy vẽ tại Mê Linh, Hà Nội. Vì hôm nay lớp có tổ chức hoạt động vẽ tranh Tết cho các bạn. Buổi hôm nay thì không phải buổi luyện vẽ đâu, nhưng mà mình thấy các bạn đến cũng rất là đông, cỡ cũng phải 40 bạn á. Chứng tỏ là hoạt động hôm nay cực kỳ vui. Mình và bạn mình thì đến vào giữa buổi chiều nên các bạn ấy cũng vẽ được kha khá rồi. Tranh các bạn ấy vẽ thì chủ yếu là sử dụng màu acrylic thôi và vẽ ở trên toàn. Nói là buổi vẽ tranh Tết thôi nhưng mà chủ đề là chủ đề tự do nha, để cho các bạn ấy thỏa sức sáng tạo. Mình thấy là có cực kỳ nhiều bạn vẽ đẹp luôn nha. Tới lúc các bạn ấy vẽ xong và xếp bài check in rồi. À, ra Tết thì mình có mở cơ sở mới ở khu vực Hà Đông, Hà Nội. Các bạn có quan tâm thì có thể ghé qua nhá. Tạm biệt mọi người.